Tối hôm qua. Dạ. Trời sao mà xui dữ vậy trời. Xe hơi đụng một cái gót rồi cấp 3 cái chú chạy lại chú kia xin lại chú cho tiền. Rồi chú chạy đi. Rồi cái cô kia băng vết thương. À, mà xe hơi đụng xe hơi có trả tiền cho ngoài không? Có đền thường tiền không? Đưa nhiêu chú? Trời. Đụng người ta đứa có 100 ngàn. Đến 100 ngàn sao con lấy chi vậy? Ôi. Lúc đó đụng ông đụng ngoài rồi cháu Lucy đi đâu? Con đi đâu? Con đang đứng đó. Nó ve luôn nó đụng hay sao chú? Nó đụng cái chân hả chú? Đụng cái chân, cái tay với lỡ cái mặt. Trời ơi. Dạ. Và cái đèn lên tí sáng. Dạ, mà cũng đau chân thôi đúng chú hả? Có đi kiểm tra bác sĩ không? Con muốn bút sữa. Con có sữa chưa? Mình sữa con kìa. Đâu, để chú lấy cho. Ừ. Lấy bình con. Lấy bình đi. Áo đâu đẹp vậy? Hả? Áo đâu đẹp hả? Lấy bình sữa. Bà ngoại đi đâu rồi? Chú mua cho con. Nhớ luôn hả? Hôm vợ chú mua cho con. Vừa có chú mua qua của cô kia tặng cho con đó. Mà đẹp ghê luôn á. Mặc vừa luôn ha. Lấy cái sữa này ha. Lấy xuống cho. Đây. Con từ pha sữa uống được luôn á hả? Giỏi gì ta? Con có đổ bình nước nóng vô. Ừ. Làm sữa dễ ợt ăn kẹo à. Sữa dễ ợt à. Dạ. Cắt coi đứt tay nha con. Ừ. Bữa nay giờ có ai qua thăm con không? Có chú nào qua thăm con không? Có. Ừ. Dạ có nha. Là hãy lắc đó. Lắc à? Lắc để làm gì á? Lắc cho nó đều á hả? Dạ. Bà ngoại đi đâu rồi con? Bà ngoại bán sốt. Ừ, bà ngoại đi bán sốt. Hôm nay con đi học à? Dạ không. Ừ. Con nghỉ 4 ngày. Con nghỉ 4 ngày. Bữa nay ngoan ghê luôn á. Phải ngoan vậy nhiều người thương nha. Đó, hôm nay Lucy rất là ngoan. Rồi tối nay con có đi xin ve chai với ông ngoài nữa không? Dạ có. Ừ, giỏi, bệnh này ngoan quá. Sao mà con phải bỏ cái bình bú con hút được hả? Con hút, con thích bỏ bình. À, con thích bỏ bình hả? Ôi, vắng hết kìa con, từ từ á. Giỏi quá, từ làm sữa uống được luôn. Hơi chạy ra ngoài rồi kìa con. Ông ngoài ăn gì chưa? Ông ngoài chưa ăn à? Con nấu cơm cho ông ngoài ăn. Con biết nấu cơm không? Không, nấu cơm phỏng tay đó. Ừ, đúng rồi, con còn nhỏ, từ từ đã nấu nha. Rồi, uống sữa được luôn rồi, giỏi dữ. Đi mua hả? Dạ chú ơi, có cái cô... Có cái chị Xuân Mỹ ở bên Mỹ á, có gửi cho chú hai ông cháu Lucy 50 đô. Thì con đổi ra được 1 triệu 160 ngàn á chú. Dạ, đây con gửi chú. Dạ. Dạ. Rồi con bú sữa đi. Rồi chú cắt tiền đi chú nha. Dạ. Sáng giờ con đi chơi hả? Thế rồi con có đi chơi mà. À, đi chơi về đó hả? Con biết đi đâu chưa? Đi đâu chú? Thế giới gì đó. À, là Thế giới di động nè hả? Từng sáng giờ đó ngoài đó. Dạ, ra ngoài đó mấy cô chú có thương con không? Dạ, có. Ừ. Bữa nay Lucy rất là ngoan. Là lại đó. Nó tiếng Anh tùm lum mà. Dạ. Bên đó. Giỏi rồi, con thấy người tiếng Anh chạy lại con nói chuyện. À vậy á hả? Mà người ta có hiểu không? Có. Giỏi. Con thấy người tiếng Anh chạy lại con hỏi tên. Ờ, rồi gì nữa? Vậy con hỏi là ăn cơm chưa? Rồi người ta nói hay sao? Nói là ăn cơm rồi. Ừ.
Dạ. Dạ. Rồi còn cái ông ngoài khi đem ông ngoài bị xe sao con kể lại chú nghe coi. Chí. Hả? Chí cái gì? Hôm qua con với ông ngoài đi xin ve chai và bị xe đụng sao? Xe đụng là bị chảy máu. Ờ. Con không có bị. Con có bị. Mình ông ngoài bị rồi. Giờ con thấy cái chú kia chạy ra, con chạy ra thấy ngoài té thì con chạy lại. Mà con có thương ông ngoài không? Có khóc không? Có lo cho ông ngoài không? Sao vậy? Con phải lo cho ông ngoài chứ. Con không có khóc mà con. Rồi có ai băng bó cho ông ngoài không? Có, cái cô. Xong rồi không. Ông ngoài đưa cái tay bên kia cho chú coi. Cái tay ông đeo dây chuyền á. Đây đeo dây chuyền hả? Nè, hôm qua ông ngoài bị xe này các bạn. Với lại ông ngoài đưa cái tay kia cho chú coi. Cái tay đang đeo vòng cái kìa. Bị chày hết trơn cả. Đây con ngoài. Rồi chú thấy rồi nè, đấy. Chú thấy rồi nè. Rồi. Bị mặt nè kìa. Té xuống luôn hả ông ngoài? Dạ. Thấy tội nghiệp không? Tội nghiệp không? Tội nghiệp chứ. Con có thấy tội ông ngoài không? Có thương ông ngoài không? Ráng đi sát lề nha, đừng có đi ra ngoài mà xe nhé chưa. Dạ. Con thấy xe thì con có lo không? Sợ chứ. Đúng không? Cho nên là con đi lượm ve chai ở ngoài, con đừng có chạy đi chỗ khác nghe chưa? Dạ. Đi sát ở ngoài. Cái chỗ mà cái tập thể dục. Dạ. À cái tiệm tập thể dục đấy hả? Ừ. Dạ. Lại chỗ cuối cùng. Đấy giờ vô thì nó vô đó. Dạ. Vô trắng trong luôn rồi dạ. Xong xuống đưa cho có 100.000 à. Chú mới cho tiền. Chú cho tiền chú nói sao? Không ai nói gì hết luôn à. Dạ. Nằm rồi có người kéo lên rồi đẩy lên ghế. Rồi Tết Tây này con nghỉ hả? Tết con được nghỉ mấy ngày? 4 ngày. Sướng. Có thích không? Dạ thích. Ở đâu? Về quê ở đâu con? Ở quê á. Về chơi với chị hả? Bà ngoại dẫn đi. Có cho ông ngoài đi không? Ông ngoại thì tai biến, không đi xe máy được. Đi xe bác sĩ thôi. Rồi con đi xe máy hả? Rồi đem các bình sữa đi. Uống xong rồi đem dẹp đi. Bữa nay mặc mấy bộ đồ đẹp ghê luôn, cưng ghê luôn á. Dạ. Dạ, sao nó nói là đi về đâu, về quê đâu chơi đó ông ngoại? Về quê là quê vợ chú. Về quê của cô là ở đâu chú? Miền Tây hả chú? Không. Chị ở con đi học con sẽ tặng cho cô hai ông ha. À, khi nào? Con đưa con gái này. Vợ chú. Dạ. Con sức mình sửa cho nó sạch. Sức đi con. Dạ. Dạ. Coi Lucy xúc bình sữa này. Biết làm luôn, giỏi ghê luôn á. Lớn rồi đó, con gái lớn rồi đó. Lớn rồi phải biết. Lớn rồi là phải biết làm đúng không? Con giỏi rồi đó, con ngoan rồi đó. Oh my god. Sao vậy? Mất cái đồ để gửi cái nắm vú này. Dạ. Sắp được nhờ đó ông ngoại.
Ông ngoại sắp được nhờ Lucy rồi đó nha. 6 tuổi rồi, khoảng 2 tuổi nữa là nhờ con quét nhà nè. Con sắp làm việc được rồi đó. Con thích không mấy bộ đồ cô đó mua cho con có thích không? Ừ. Ngoan giỏi quá trời luôn á. Dạ. Rồi bữa hôm mấy chú mua bánh kem qua cho con ăn, con có thích không? Dạ thích. Ừ. Rồi được chưa? Rồi úp lên cho nó khô. Giỏi quá trời luôn á. Rồi đi chơi. Không có đi chơi. Đi chơi từ cả sáng giờ rồi. Ồ, đi chơi cả sáng giờ, phải ở nhà với ông ngoài chứ. Sáng giờ đi ra đâu. À, nói hồi nãy nói là Thế Giới Di Động á. Sáng giờ Thế Giới Di Động. Ra, lâu lâu cũng chạy vô ông ngoại với con xin 5.000. Dạ. Đi mua bánh rồi, mình mua bánh rồi ra chơi. Vậy con đi giờ ngày vậy con có ăn gì không? Đi ra. Con không còn ăn gì hết rồi. Mới bú sữa. Bú miếng sữa vậy thôi hả? Ông ngoại con cứ bất ngờ này cho ông ngoại đó. Ông ngoại kia có đóng miếng này. Có đóng cái gì? Miếng gì chứ? Miếng màu trắng chứ. Chú có biết miếng gì đâu ta? Miếng gì màu trắng á? Thì cứ hồi nãy con chạy ăn chơi với bạn con thấy chứ ông ngoại đi hẳn vô ngoại, ông ngoại quẹo và ông thấy nguyên cái đống màu trắng gì đó. Đống gì? Ông ngoại có đi đâu? Ông ngoại đi đâu có đi đâu mà thấy? Ngoài tối gì đi chơi rồi. Đi đâu? Tối ông ngoại đi ra cái đường á là ông ngoại thấy nguyên cái đống này nè. Cưng. Muốn quay phim. Cưng quá à, càng ngày càng thấy cưng. Ban ngày là thấy cưng. Còn muốn quay phim. À, con muốn quay phim chú hả? Quay phim. Được chưa? Được rồi. Xích ra lại rồi. Cười lên nào. Con có biết chụp không vậy? Biết. Đưa chú coi, chú chắc thấy hình rồi đó. Có hình luôn. Đây. Giỏi, cũng biết chụp luôn, giỏi. Thấy rồi. Dạ. Chú. Sao chú với chú, coi con này chú. Rồi. Áo khỏi thả. Hết vần luôn. Đánh vần chú luôn, thấy ghê chứ, đánh vần tên chú luôn. Thảo hả? Dạ. Thảo hỏi Thảo. Lucy có nhớ tên chú không? Là chữ tờ với chữ hờ ghép nhau là chữ thờ. Đúng rồi, là gì nữa? Chữ ao với chữ ờ ghép lại với nhau là chữ ao. Đúng rồi. Thờ ao, thao hỏi Thảo. À. Số hỏi vô. Rồi con đánh vần tên con chú coi. L U Lu S A C Lu Si. Bữa em bé sắp bé bé Lu Si. Con đến đánh vần tên thật của con á. Tên thật là cái gì? Con tên gì? Con đi học, con tên gì? Bình Nguyên. Đúng rồi, con đánh vần Bình Nguyên chú coi. Bà anh Bình Nguyên, Bình Nguyên, Nguyên, Bình Nguyên. Bình Nguyên là Bình vợ chứ đặt tên. À, đặt tên cho nó. Đây, con sẽ quay tiếp nè. Cái hậu khẩu của thi nằm ở phải với cô vợ chú á. Dạ. Hát bằng tiếng Anh luôn. Dạ đó. Nhà chú trầm sọ. Dạ. À, chú ơi. Sao? Thờ ao thao hỏi thả. À, anh ghé ông
mấy cái mấy cái búp bê của con đâu rồi? Mày... ôi té kìa, ngồi lên, ngồi lên, ngồi té mày, con ngồi lên ngồi té. Bữa hôm mấy cái búp bê của mấy chú kia cho con đâu rồi? Con chơi xong rồi hả? À, con cất trên gác hả? Dạ, ở ngoài cất. Chú ơi, con sẽ qua chú. Ừ, con có đi chơi không? Có đi chơi đâu không? Anh về ao. Bà ngoài về đó hả? Ngoài đi chờ về. Ngoài đi. Anh về với bà. À, bà ngoài đi bán vé số và đi chờ về. Hết hết vé số chứ bà ngoài? Dạ. Coi con đi, coi con đi, coi con đi thì đi. Ơ, cái tay ngoài bị gì màu đỏ? Bị cái gì á? Dính cái gì á? Ngoài dính cái gì á? Dính một Mông Huyền. Chú Huyền nữa. Chú Huyền là đây nè. Một rớt té, rớt. Không bỏ điện thoại về rớt. Có đâu, có cái ghế nó giận rồi. Ừ. Đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà về rớt đó, đó rớt đó. Trời ơi, ai chỉ cho cái trò luồng đó vậy? Con về cái con coi nè. Ai chỉ cho con luồng cái trò đó vậy? Con biết. Dạ. Thôi, chú về nha. Dạ con. Bye bye con. Chú về nha Lucy. Nè, chú về nha. Mai mốt chú qua coi chơi với con nha. Ngồi về bye bye chú đi. Con ngoan nè, chú thương. Đợt này chú thấy là Lucy rất là ngoan rồi đó nha. Bye bye chú Thảo Lucy. Bye bye chú Thảo đi. Mai mốt chú Thảo qua con chơi tiếp. Con, chú chào con nha. Con chào chú đi. Chào ngồi vậy đoàn hoàng thì chú mới về nè. Mai mốt chú sẽ qua chơi. Chú thấy đợt này rất là ngoan rồi, chú thương rồi đó. Chú thích rồi đó. Ngồi vậy đi. Đó. Giỏi, càng ngày càng ngoan á, lớn càng lớn càng giỏi. Giỏi lắm. Đó, chú thấy là càng ngày càng giỏi đó. Chứ nếu mà nói nghe lời lắng ai thương đâu nhá chưa? Nghe chưa? Dạ đi. Dạ. Ừ. Rồi, chú bye con nha. Rồi, em chào cô chú. Đó, hay chưa? Nãy con mới lộn nhào đó. Ừ, rồi được rồi. Hay không? Hay. Ngoan, giỏi. Cắt điện thoại đi, đừng có... thôi, luồn ít đụng đầu vô đó. Đụng đầu vô tường đó nha, coi chừng á. Sợ đụng đầu vô tường đó. Giờ bà ngoài nấu cơm ăn rồi bà ngoài. Dạ. Rồi, thấy là giỏi, chú về nha. Chú bye con nha. Ừ, giỏi. Rồi, con chào cô chú. Dạ cô ơi, có một cái cô Lam ở bên Mỹ á. À, bên Mỹ á. Thì coi cái trường hợp của hai chị em bán đầu phòng á. Dạ thì có gửi biếu cho hai chị em là 50 đô la Mỹ. Thì con đổi ra được 1.200.000. Dạ thì con gửi cho hai chị em cô. Dạ. Dạ. 1 triệu ha. Dạ. Dạ. Cô Lam. Cô Lam. Lam á, Lam á. Con trai con gái em. Con phụ nữ được. Dạ lì xì cho hai chị em rồi. Dạ rồi, con chào hai cô. Dạ đây là cái xe đầu vòng của hai chị em. Gì chưa dạ. Bà ơi, có cái cô Nhi Nguyễn ở bên Mỹ á, à, có gửi về 200 đô mà chia ra cho 4 người.
Dạ là một người 50 đô á, trong đó có bà 50 đô, con đổi 1.160.000 con gửi cho bà. Dạ. 1.160.000 nhưng mà. Dạ. Dạ chia ra người chút chút vậy đó. Dạ. Có chút chút ăn hoài. Dạ, bà mua đồ gì thêm mà ăn nha. Lát nữa bà ăn phở. Dạ, thôi con đi á. Con chào bà. Hai hai con đó về cho nấu canh với thịt. Người cho cục kìa, dễ thương đấy không? Người cho cục thịt giờ hái cho hai con đó về nấu canh. Cái đó ta cho hoài có sao hoài nói vậy à. Dạ. Ngoại ơi, có một cái anh ở bên quận 10 thành phố Hồ Chí Minh á. Có một cái anh ở bên quận 10 thành phố Hồ Chí Minh á, có gửi biểu cho bà ngoại 1 triệu đồng. Hôm nay con đem qua cho bà ngoại. Dạ. Dạ. Đây này có ai qua thăm ngoại không? Hôm nay thăm. Ngoại có sao ngoại nói vậy à? Ngoại cũng nói giống con biết mà. Dạ. Nói của ngoại là con hai con tin rồi. Hỏi chứ bạn gì có nhiêu đó là cả cho cái trong mấy cây này là anh nói tốt, không có thân với gì hết à. Bà lắm gì đâu chút chút thân bạn. Là cô nó có hỏi chán với cái gì? Nó để lát giữ con mệt mạng. Lát bà ngoại giữ con người làm thôi để con mua cho ngoại. Mua cho luôn á, dễ thương quá. Dạ. Dạ vậy thôi con đi nghe ngoại. Dạ. Dạ rồi con chào ngoại. Dạ. Đây hôm nay gặp chị Thủy để mà gửi ít quà với ít tiền của cái chị ở nước ngoài gửi cho chị Thủy với ba mẹ con. Con mấy tuổi rồi con? Năm mấy tuổi chị? Năm tuổi mà ốm yếu quá vậy. Năm tuổi là suy dưỡng nhỏ xíu à. Dạ, con nhóc này 3 tuổi hả chị? 3 tuổi, thằng đầu 7 tuổi ha. Này ốm quá. Vậy ba nó ở đâu chị? Dạ, ba bỏ ba mẹ con xưa giờ á hả? Chị ở đâu gần đây hả? Dạ, ở trong bến xe 8 hay là cái hẻm kế bên? Cái hẻm chỗ bà bán cua hả? À bán nó hồi tiếu hả? Dạ. Dạ. À. Rồi. À, chị thì có cái gia đình của cái chị bên Mỹ á. Dạ. À, gửi cho chị 200 đô. Dạ. 200 đô la Mỹ là được 4 triệu 8 ha. Dạ. 4 triệu 8 thì em chị có nhờ là em mua đồ giúp giúp đây là đó, hết 2 triệu. Dạ. Đây. À, mua cho một bé 2-3 bộ đồ với dép. Dép để nó đi á. Dạ. Thấy đi chân đất tội là hết 2 triệu là còn dư 2 triệu 8. Đó, như con hai dư 2 triệu 8 thì đây em gửi chị 2 triệu 8. Chị coi em có đủ không 2 triệu 8 nha. Đủ rồi chị ha. Dạ. Rồi đây là những cái bộ đồ. Do là tụi em không có chưa có gặp bé cho nên tụi em chỉ đón phỏng hờ trên hình á. Dạ. Cho nên tụi đó, em chị coi đi vừa không thì em mua hơi lớn hơn một size. Để sau này còn đi được mà còn lớn size. Còn hai bịch luôn á chị, áo quần. Đây là quần áo. Chị cứ về cứ sắp xếp sao cho nó mặc là vừa là được. Dạ. Có giày dép có họ dép. Họ dạ. Có tặng mấy cái đồ chơi cho bé nè. Đây cho mới cho con này ha. Đây cho con. Rồi còn mấy đứa dép nhỏ đi vô cho vừa nha. Con đi dạ. Đi vô được không? Đi cho về đi nha, đi ăn Tết nha. Bỏ cho mẹ đi rồi về. Rồi về chị ha. Rồi em chào chị nha. Dép phụ bò luôn hả? Rồi, giờ chị giờ đi lườm bé trai luôn hả chị? Dạ. Dạ. Mừng quá ngủ cũng được luôn hả? Dạ. Dạ cũng nhờ anh chị ở nước ngoài thương tình giúp bà. Có cái này, nó chơi nó.
Vô đây ngồi đi con gái ơi. Vô đây ngồi con. Vô ngồi. Sáng bà ăn gì chưa? Ăn rồi. Lúc này ăn ngon lắm á. Sáng rồi. Ăn 20 mấy ngàn, 10 mấy ngàn. À, có tiền ngon, ăn miếng đi. Chứ biết sống được đến bao lâu? Không có ăn gì. Dạ. 80 rồi. Dạ. Thì đúng rồi, hồi xưa thì cũng có tiền nhà thì phải lo để dành. Bây giờ có mấy anh chị giúp được chút ít rồi. Mưa cũng lội đi nữa con. Còn bây giờ đỡ rồi. Trời ơi, mừng quá, mừng ngủ không được luôn á. Mừng quá ngủ không được luôn thiệt. Dạ. Đó, bán lờ 30, 40, 50, ăn 30. Trừ 10 ngàn, 20 ngàn đi mua thuốc rồi. Rồi, vậy là được rồi. Dạ. À, bạn ơi, có cái cô Lam ở bên Mỹ á bạn? Cô Lam hả? Cô Lam, dạ. Cô Lam. Dạ, cô Lam ở bên Mỹ có gửi cho bạn 100 đô. $100 là 2 triệu tư á. Thì cô Lam nói là bạn 50 đô là bạn mua đồ ăn. Mua đồ ăn. Là 1 triệu 2 á. Thì bạn cứ để đó mua ăn từ từ, thích ăn cái gì thì mua cái đó, ăn bồi bổ. Ý là cô Lam nhờ con đi mua cho bạn nhưng mà con không biết bạn thích cái gì. Thôi đưa tiền bạn thích mua gì bạn ăn. Dạ, còn 50 đô nữa là 2 triệu đó. Thì bạn để khi nào mà hết cái tiền nhà đó bạn đóng tiếp, bạn cứ để dành đó. Dạ. À, bây giờ bạn cũng nói con nhớ cô Lam nữa. Bạn rất cảm ơn cô Lam rất nhiều. Vì bạn có chỗ ở, có chỗ ăn ở như vậy nó cũng mừng. Chứ bây giờ mình đâu có làm gì ra tiền con. Mỗi bữa không được có tiền nữa. Mừng quá đâu. Dạ rồi đây, con gửi tiền cho bạn nha. 2 triệu tư nha bạn, bạn có đủ không? Coi giùm con đủ. Mừng quá con ơi. Dạ đúng rồi con, 2 triệu tư con. Dạ rồi, con cảm ơn bạn, nhớ mà bạn nhớ mà mua mà ăn nha. Bạn nói con gửi lời chúc cái cô cậu bệnh đó được mạnh giỏi và được khỏe đi, giúp đỡ những người già neo. Rồi sau nữa đó cô vì vậy á cũng cảm ơn cô rất nhiều. Dạ, bảy có số tiền ăn, cô có tiền đóng nhà tiền nhà bảy cũng bớt đi bán rồi, bớt đi sớm á. Dạ. Đi sớm là tranh thủ bán. Dạ. Để kiếm 30, rồi đi vòng cho lợn nữa bán kiếm 30 nữa. Dạ. Là 60 là đóng tiền nhà. Bây giờ bảy không có đi sớm nữa, đi trễ 6:00 mới đi. Dạ. Mấy lúc mà trời mưa cũng phải đi nữa. Đi để mà kiếm cái tiền cho được đi đóng tiền nhà người ta. Dạ. Chứ mình mướn nhà mà con. Mình đâu có ấy được đầu 8 năm chờ con biết không? Ngủ ở ngoài đường cổ mổ 3 lần luôn. Nếu ngày hôm qua kia kìa, mừng quá. Sơ ý vô lấy cái chai thuốc tim á, nhà nhỏ con mắt. Chai thuốc tim hả? Chai thuốc nhỏ tim giọt á, nhỏ vô con mắt, cái hết hồn luôn. Và khoảng hồn đi ra hứng thần nữa, cái lon nước để con mắt luôn ngái con mắt. Dạ. Rồi bây giờ con mắt nó cũng còn yếu mờ rồi. Dạ. Đã là mổ hai con hết rồi. Bữa nay là 12 năm rồi đó con. Bạn nhớ ăn nha, cố ăn, cho ăn. Tiền bạn mua đồ ăn thêm bồi bổ thêm vô, cho khỏe. Lúc này sáng là mấy 20 ngàn. Kệ đi, dạ. Đó, đừng có nhìn đói, đừng có tiết kiệm. Có tiền ăn thôi. Chứ mấy lúc mình đó ngay không có dám ăn luôn. Tiền nhà không được muốn cực rồi, đi đâu có mà ăn nhiều được. Cho nên vì vậy bây giờ được ăn một cái nó khỏe rồi. Đó rồi cái gì thiếu mà mua nè. Chai xịt mũi nè, nhăn mũi nè, đó, thuốc dạ. Men rồi, gia lĩnh và nhà thương mà cái thuốc nào á, người ta cho thì cho, còn không cho là mình đóng ví dụ mấy chục phần trăm đó con, đó. Dạ, vậy thôi bài ha, con chào bài nha, rồi, dạ. Chúc hai vợ chồng con được giàu sức khỏe và để giúp đỡ cho những bà con khó khăn. Dạ, rồi con dạ. Cảm ơn bài, con chào bài. Dạ. Dạ, cảm ơn con. Hôm nay con qua tìm bài mà may quá, con... giờ này con biết bạn đi lấy vé số cho nên con tấp vào đây luôn. Dạ. Hay quá à. Gặp bạn luôn. Này đi lấy rồi con ơi. Dạ, lấy về mai bán bạn ha. Mai bán. Dạ. Mấy bên này. Nói bảy rất cảm ơn. Dạ. Anh chị em anh nước ngoài giúp đỡ cho bảy. Đó bảy bán á. Thấy bữa dạng ngon nè. Chắc ăn trâu xíu 15 ngàn, ly cà phê đá 5 ngàn. Chứ mấy bữa ăn cơm mưa mình trả đó có 6 ngàn gì đó rồi muốn trà đá về. Ok, có tiền làm sướng. Để tiền làm gì, để tiền đóng tiền nhà đó. Dạ, đóng tiền nhà. Nhưng mà kệ. Đóng tiền nhà rồi thì dư giả mình ăn cho nó cổ. Có sức khỏe, dạ. Ăn có sức khỏe mà. Có 6 ngàn đồng bạc thôi, không ăn nhiều. Dạ, chị bà ơi, có cái chị Loan Nguyễn ở bên Mỹ á. Dạ. Là có tặng cho bà là 100 đô. Dạ.
Dạ, trời luôn. Dạ, 100 đô la Mỹ á, thì con hôm nay con đổi ra là được 2.320.000 đô, thì có ngày nó lên ngày nó xuống, có cái thời điểm nó cao, thời điểm nó thấp. Thì hôm nay là được 2.320.000 con gửi cho bảy này. Dạ, rồi vợ con đưa. Con nói với cô là bảy rất cảm ơn nha con. Dạ, ai bảy có đủ tiền không cho con cầm của nó bay nha. À, 2.320.000 đó đúng không? Bảy có đủ chưa? Đủ chưa? Dạ, rồi bảy cất đi, bảy nhét đi. Người ta thấy. Và về tối là bảy giấu nha, cất nha, để mà đóng trò với ăn thêm. Gỡ luôn luôn, bữa con đưa đó. Dạ. Bảy cái tiền con thẳng gì đó. Dạ. Đi gỡ thêm 1 triệu rồi. À, gửi thêm mà gửi là nhớ nha, ghi lại không quên nha. Ghi sổ chứ. Ví dụ ngày mấy tay ghi chứ. Dạ, đó, ví dụ chút nữa bảy gửi thì thôi con biết mà bảy gửi. Không có rồi lấy cái gì phải không? Dạ. Chờ mấy con nữa rồi biết chừng nào đi. Rồi, để mai mốt con đưa rồi không có đi cho mấy con đâu đưa. Mai mốt con qua, mai mốt con qua con coi cái sổ như thế nào. Rồi cứ coi đàng hoàng. Dạ. Coi lát nữa lại nhà coi. Không phải coi lắm phải đoàn hoàng mình để sờ lên đôi khi bảy già lầm cấm mà bảy quên. Sổ mà làm 4 tháng đó con. Dạ, 4 tháng rồi về thêm. Vô trong đó 1 triệu luôn đó. Đó, 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 rồi được á. Dạ, con sợ bảy quên á. Có. Dạ. Chỉ nói con nghe nè, mình có chỗ ăn cho ở. Sống mình đi tới đây đó. Tới nuôi để mình có cô mình ăn mình quá rồi. Mình có thì mình đỡ đi. Đuổi vô không có tiền thì làm sao con? Dạ. Rồi con nói với con ơi, bảy rất cảm ơn nha con. Dạ, đây đây con gửi lời cái. Cô Loan Nguyễn. Dạ. Cô Loan ơi, cô Loan. Cảm ơn cô nha cô Loan, mừng quá rồi. Mấy bữa đầu ngủ không có được, mừng đóng tiền nhà mừng quá rồi, mừng. Dạ rồi để con gửi cái lời này cho cô Loan. Dạ. Rồi thôi bạn đi lấy vé số đi, con đi làm nha. Rồi con cảm ơn bạn. Dạ rồi con chào bạn. Cảm ơn con. Dạ. Con rất nhiều ha. Rồi ăn chút rồi đó, con ăn lễ rồi. Rồi bài lấy vé số tấn tài đây này các bạn. Cô vừa rồi có một cái cô ở bên Mỹ á. Có gửi cho con là gửi về cho người nhà xong đưa cho con là 400 đô thì trong đó là 200 đô thì nó nhờ con đi giúp những cái người khó khăn ngoài đường, còn 200 đô còn lại á là con đổi ra được 4.640.000. Con đổi ngày hôm qua đó theo giá thị trường là 4.640.000 thì nhờ gửi cho chùa Lâm Quang để hỗ trợ thêm cho dạ các cụ rồi trong cái công tác mà chăm sóc các cụ á. Dạ. Dạ rồi cảm ơn cô. Cô coi đủ không dùng con đấy. Dạ dạ. Dạ. Dạ rồi con cảm ơn cô. Dạ. Dạ cô có cái cô Thanh Đằng ở bên Mỹ á có gửi tặng cho con anh Hùng là 100 đô thì con đổi ra được 2.320.000. Dạ đây con gửi cho cô. 2.320.000. Cô coi dùng con thấy có đủ không ấy? Sợ nó kẹt nó thiếu mất tiêu. Đây đủ rồi đâu. Đó. Đủ rồi. 1.320.000 ha. Dạ ha, rồi đủ rồi cô ha. À, đây là của cô Lan và chị Hiền ở bên Mỹ á, có gửi cho con anh Hùng 200 đô. Thì con đổi ra được 4.640.000. 4.640.000. Dạ đây. Con gửi cái cô kịp riêng cái số này có đủ 4.640.000 không? Đúng rồi. Dạ đủ chưa cô? Đủ đủ rồi cô ha. Dạ cô cho cô nói cô cũng cảm ơn với mấy cô bên Mỹ, cô cũng không biết gì đền ơn, cũng chúc mấy cô bệnh giàu giàu sức khỏe nghe chú. Dạ. Nhớ hoài, chúc biết này luôn. Dạ, để con gửi cái lời của cô qua cho mấy cô đó coi. Gửi lời chúc mấy cô đó dồi dào sức khỏe cả gia đình hết. Bây giờ cô khổ quá, cô biết nói gì hơn. Dạ, rồi cô giữ gìn sức khỏe, lo cho cháu. Dạ, rồi con cảm ơn cô nha. Dạ. Cũng còn nhiều lắm chú ơi, cũng gầy. Cô để mà như thời gian lâu lâu rồi cô tính điện cho chú đồ mấy cô kia đồ có người giúp đỡ, còn có giúp đầu đồ còn lâu lắm. Dạ thì kể thì cứ, cô cứ chăm sóc đi còn dài dài, thì ơi. Mọi người cứ động viên cô anh chị ở nước ngoài mẹ của bé cô hả là vợ anh Hùng á hả bệnh hôm đi cấp cứu
cấp cứu đâu cô? Cứu Bình Chánh. Trời ơi, tự nhiên con vậy rồi mẹ à, cũng bị. Bốn giờ nó điện tôi, nó đưa vợ đi, nó nói chân mình mẩy, mặt mày gì đó rồi. Mà bác sĩ có nói là do bị gì không cô? Không hỏi gành nữa chú ơi, hỏi rồi qua vậy đâu, không có hỏi gành nữa, nó bệnh rồi nó qua ấy đâu. Khổ thiệt chú. Tới chừng nào mà nhớ hai đứa con đâu. Dạ không, con có gì hết là con chỉ có chuyện giúp thôi của mấy cô anh chị ở nước ngoài á cô. Dạ. Cầu chúc mấy cô mấy anh chị ở nước ngoài dù giàu sức khỏe con giúp đỡ cho cô cũng mang ơn lắm. Giờ dạ. Bé nó còn thủ được cái đầu nó tứ thành niên nó mà còn nhiều công chuyện lắm. Cô muốn giám điểm con đến giờ mà cái cơ hội nào mà bé nó có làm á, điện cho con không có ai giúp đỡ dù cho giờ cô khổ cũng có tiền. Dạ vậy thôi cô nghỉ ngơi giữ gìn sức khỏe nha để mà con lo cho cháu lâu dài nữa đó. Dạ. Thứ hai làm á con. Thứ hai là mù hả cô? Đục cái ống cái này. À thứ hai dạ. Cô xuống quá trời ốm hóp mắt luôn á, ăn uống gắn ăn miếng đi cô. Ăn cơm chay ăn ngày luôn, cô nghĩ ăn có thử cơm rồi cá chịu nghe nói bữa nằm ống cắt đó nên cô không có tâm trí nào ăn được hết chứ. Tội rồi về nhà cô mới chăm sóc sao nó bị ở dưới đó, cô chú Thảo biết không có dụng nó. Dạ. Mà chỗ đó ô nhiễm lắm. Dạ, cháu nó về đó nó bệnh nữa, thôi cứ để bệnh viện đi cô. Có gì sau này rồi tính. Để bệnh viện nó đâu có cho mình ở hoài đâu, chúng chưa đỡ thấy em thẻ cho mình về nữa. Thì mong nếu mà bé khỏe thì mình càng mừng, mình về mình thuê cái trò trò nào đó mình ở, không sao đâu. Thì khi đó cô cứ ở đi rồi mọi người anh chị thương tình thì giúp đỡ. Cứ đến ngày nào hai ngày đó đi cô, cứ để cho bé nó khỏe cái đã rồi tính. Không dài không dám điện cho chú với mấy chú kia rồi, nhưng cũng có mấy cô nhiều lắm nói để chừng nào mà cô có cái gì mà em có phẫu thuật gì đó thì cho con hay con hỗ trợ. Dạ dạ. Không có luôn số điện thoại con không. Thôi cứ để đi, nếu mà khi nào bé phẫu thuật rồi con kêu gọi con báo tình hình anh chị nào thương tình thì giúp. Biết cái gì mà để trả ơn cho ai chứ con. Không có ơn gì hết cô ơi, cứ lo cho cháu nó khỏe đi. Dạ. Vậy nha cô, con chào cô. Có gì con đi có việc á. Dạ rồi. Dạ rồi. Dạ dạ. Rồi con chào cô nha. Dạ. Mấy bữa nay bà ngoại đi đâu hả? Dạ. Trời ơi. Chích thuốc hả? Dạ. Bà nói cho con nghe nè. Bà không có tiền bà đi xin người ta. Dạ. Nói thiệt cho con lương đi. Bà đi xin cả cô bác nhờ cô ai cũng nghèo hết làm cháu đi con. Dạ. Bà cũng rồi nhờ. Bà xin có được bao nhiêu tiền để bà đi chịu anh? Đi lại đi chích thôi đang bữa nó ngay cho được 100-200 ha. Dạ. Rồi mốt. Rồi ba bữa cái đi chích thú con nó bầm cho mày hết. Nè té này cái cầu đó con gãy vậy. Dạ. Bà. Chú Thảo không vậy? Dạ. Dạ ba có cái cô Thanh ở bên Mỹ á bà. Dạ. Dạ có gửi cho bà 100 đô. Dạ. Thì con đổi ra được 2.320.000. Dạ. Dạ cô Thanh ở bên Mỹ á bà ơi. Bà cũng cầu chúc cho cô thấy không? Dạ. Đây con gửi cho bà nha. Dạ. Bà. Con hai chị con ơi cái tiền chích thuốc mừng quá. Đây bà để con gói đủ 2 triệu không? À biết đâu bà có thấy được không? 1 2 2 triệu 300 20 ngàn rồi đúng rồi. Rồi bà cầm đi còn nó bay. Chích thuốc. Dạ. Ở đây bệnh cũng nhiều cái thằng bên đây nó cũng bệnh đi nó dạ. Ngủ nó bệnh quá chừng bệnh. Rồi bà đệ mà có tiền mà lo thuốc men nha. Dạ. Ơn con. Dạ trời lạnh bữa nay bà trời lạnh bà mặc áo vô thêm áo ấm vô. Có dạ. Áo rồi. Đi. Có cô Lam ở bên Mỹ có gửi biếu bà chai dầu để bà xoa bóp mưa gió lạnh. Cầu chúc cho mấy cô chỉnh con cũng nói giùm thấy không? Dạ. Một cầu chúc cho mấy cô dồi dào sức khỏe giúp đỡ như vậy là cái ơn không biết làm sao giờ con ơi. Bây giờ biết làm sao bây giờ con. Dạ rồi vậy thôi bà giữ gìn sức khỏe nha con đi. Con chào bà nha. Thôi, con dạ. Đi, con dạ. Dạ dạ. Dạ.